câu hỏi thứ hai. Trong công tác hành thiện thì có rất nhiều người bàn tán là về cái hình thức trao thần câu hay là trao con cá, thì con cầu nối để quyết định trao thần câu và trao con cá. Thì con đang có cái suy nghĩ là như thế này, vì là có những hoàn cảnh khó khăn và người ta đang mắc bệnh, thì con quyết định là trao tiền cho người ta để chữa bệnh, để người ta có sức khỏe, để người ta bắt đầu đi làm việc trở lại. Thì những người ta nói là không nên trao tiền mà nên đầu tư tiền cho người ta vào một công việc để người ta có thu nhập, để trao người ta cái cần câu cá để người ta duy trì một cuộc sống nó được phát triển hơn một chút. Nhưng cái hoàn cảnh đấy thì con không thể quyết định được trao người ta cái cần câu cá, bởi vì sức khỏe không có, thì không thể bắt người ta làm lao động để người ta có thu nhập và người ta hỏi thầy là hành thiện trao cần câu hay trao câu con cá? Cần câu thì để câu cái gì? Câu cá. Cá là có cá thì mới sử dụng cần câu. Hai cái đó là hai hay một? Không có hai nha. Thầy không nói một nhưng không có hai. Thầy không nói một nhưng không có hai. Một người mà họ đang khổ thì cái khổ quả của họ là từ cái nguyên nhân hay từ trời rơi xuống đầu họ. Khi mà khổ thì họ khổ bằng cái kết quả như là cái nhân xấu họ tạo hay là ai làm cho khổ? Trả lời đi. Khi mà một người khổ thì họ khổ do cái nhân xấu và cái quả họ phải chịu hay là ai làm cho họ khổ? Họ khổ cái quả mà bắt buộc họ phải chịu. Như vậy là cái quả khổ đó nó đang giúp họ hay hại họ cho cái nhân xấu ngày xưa? Vậy nếu mà mình giúp họ hết quả đó thì mình giúp họ hiểu được đó là cái bài học phải bỏ cái nhân xấu ngày xưa không? Nếu mà mình giúp họ cái con cá, mình phải giúp luôn cái cần câu là giúp cho họ hiểu được vì sao họ không có cá, vì sao họ đói, vì sao họ khổ, để họ hết cái bụng. Lúc đó mình giúp, nhưng họ cũng đồng thời biết là họ không được để cho họ đói nữa lần thứ hai khi không có mình. Mình đâu có theo họ cả đời. Nếu như mà mình không giúp được điều đó, mình chỉ có họ hoài con cá, thì cái bụng họ đói lần sau nó còn đói mặn mà lâu dài hơn nữa. Họ trở thành một kẻ đi sinh năng luôn và không cần hiểu nhân quả là gì hết. Nên không dạo tu hành đắc đạo xong mới về vô cung điện và sức kho ra để đi làm từ thiện không, mà không đi giảng pháp. Hiểu cái này chứ? Đức Phật là con của đại gia mà, có một kho bạc cái đó sao mà không đi về từ thiện xuất ra? Hiểu cái này chứ? Cái chỗ vấn đề ở đây là cái luật vận hành của nhân quả, cái kết quả khổ đau đó cho anh giác ngộ được cái nhân trước kia. Và bây giờ bằng con người tình thương với nhau, từ thiện trong Phật giáo là từ thiện phương tiện để giác ngộ họ hiểu nhân quả. Cho nên giống như sư phụ ở đây hay bất kỳ một vị thầy nào đi làm từ thiện, đó chỉ là cái con cá cho họ thấy họ cần cá. Nhưng mà mình biết đây là thiện xảo của nhân vật giác ngộ rằng ăn cá đi nha, để chúng ta có một cái mối tình lương duyên đạo vị với nhau, rồi từ từ ngồi xuống rồi mới nói chuyện cần câu họ mới nghe được. Không có con cá họ đâu có cần câu, và họ cũng không hiểu cần câu là gì. Cho nên trước mà nói cái chuyện giác ngộ thì mình phải nói cái chuyện tình cảm qua lại tình người. Họ khổ đó để chi? Để cho Thế Tôn giác ngộ giáo lý của Ngài đi vào họ qua con cá, cần câu đi vào lòng họ qua con cá. Như vậy giáo lý giác ngộ này phải cần cái khổ là cái bụng đói đó để cho họ cần con cá, và con cá nó được mắc vào trong cái cần câu. Quý vị hiểu không? Tại vì đó